Đám tang đình đám một thời của bà trùm Dung Hà tháng 8 năm 2000, do hết cửa làm ăn ở miền Bắc, Dung Hà đành phải dẫn đàn em dạt vào thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, đứng đằng sau Dung là Minh Sứt, một trùm buôn lậu ma túy. Chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, nhưng Dung Hà đã bộc lộ rõ bản chất của kẻ giang hồ, muốn chia phần lãnh địa với ông trùm Nam Cam. Sau những đòn quậy phá Nam Cam như giải phân người cho đến tổ chức chém nhau, ném mắm tôm, thả rắn tại sòng bạc, Dung đã được ông trùm nhượng bộ cho mở sòng bạc tại 17 Bùi Thị Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai của Hải Bánh, đã được Nam Cam giúp đỡ nhiều nhưng Dung vẫn liên tục ra yêu sách, quậy phá việc làm ăn của ông trùm. Ngay cả Hải Bánh ngày trước từng đi theo Dung, vậy mà nay cũng bị Dung quậy vì Hải đã trở thành đệ cứng của Nam Cam. Không thể nhẫn nhịn với Dung nữa, Nam Cam tìm gặp Hải Bánh và ra lệnh, chú ở gần Dung Hà thì biết tính nó rồi, nó muốn làm gì là làm chứ có nể ai đâu. Điều đình không được thì chú tự tính. Anh không muốn thấy mặt nó nữa. Ngày 29 tháng 9 năm 2000, Hải gọi điện thoại triệu tập Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường đến kể chuyện bị Dung quậy phá và bàn cách trả thù. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 2/10, Hưng bắn chết Dung ngay tại trước số 17 Bùi Thị Xuân. Cái chết của Dung Hà khiến giới giang hồ khắp trong Nam ngoài Bắc choáng váng. Trong lúc nhiều đệ tử thân tín của bà trùm Hạ quyết tâm trả thù, một trong những chuyên án truy quét tội phạm xã hội đen lớn nhất trong lịch sử hình sự nước nhà cũng được cơ quan công an tiến hành. Dân giang hồ khắp cả nước, đặc biệt là Hải Phòng coi đêm Dung Hà bị bắn chết là một đêm lịch sử. Sau khi cô em chết, Minh Sứt đã chỉ đạo đàn em tắm gội sạch sẽ, sức nước hoa, mặc quần áo mới tinh tươm rồi mời thầy cùng đến khâm liệm cho Dung Hà. Đến nay, người dân ở thành phố Cảng vẫn cho rằng đám tang của bà trùm này là đám tang có 102 về cả mức độ hoành tráng lẫn số người tham dự. Gần như không một đàn anh, đàn chị giang hồ có máu mặt nào ở miền Bắc vắng mặt trong đám tang đó. Minh Sứt chứng tỏ mình là một đàn anh đích thực khi vung tiền không tiếc tay thuê hẳn một chiếc máy bay chở xác Dung Hà về Hải Phòng. Tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng, tất cả đàn em của bà trùm đều có mặt để đón linh cữu bọc quan tài kẽm của chị cả. Đám tang của Dung làm người ta liên tưởng đến đám tang trong tiểu thuyết của các bố già mafia trên thế giới. Rất nhiều nhà sư, thầy cũng được mời đến để cầu siêu cho Dung Hà. Quan tài của Dung được đắp hoa rực rỡ. Dọc con phố Trạng Trình vào nơi tổ chức đám tang tại nhà Dung, cánh đàn em đứng thành hai hàng dọc, mặc đồng phục đen. Đệ tử, người quen đến đưa tang cứ nối hàng kéo dài từ phố Trạng Trình tới tận nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, khoảng 2 km. Người đến đưa tang, ai nấy đều trong trang phục vest đen, cài hoa hồng trắng ở ngực áo, mắt đeo kính đen, đi trên xe ô tô cũng màu đen, chỉ vòng hoa là trắng. Trước giờ đưa bà trùm về nơi an nghỉ cuối cùng, Minh Sứt đã chỉ đạo đàn em đứng dọc các tuyến phố có xe tang đi qua. Quãng đường từ cầu rào tới nghĩa trang Minh Hải cũng bị phong tỏa. Một đoàn xe hơi màu đen láng cóng xếp dài cả cây số trên phố chậm chậm đi sau xe quan. Phía sau là đoàn người dài kín phố. 14 năm trôi qua, sau đám tang đình đám một thời, phần mộ của bà trùm khét tiếng một thời vẫn thường xuyên có người ghé thăm. Người quản trang cho biết, mộ cô Dung vẫn thường xuyên có nhiều người thăm viếng. Đặc biệt, ngày rằm mùng 1 thì không khi nào thiếu. Khu vực có mộ của Dung Hà hiện là một bãi đất trống. Trước đây, khu đó là nơi chôn cất trước khi cải táng. Người ta cải táng hết rồi, chỉ còn lại đúng hai ngôi mộ. Một chôn năm 2005 và mộ cô Dung chôn từ năm 2000, người quản trang cho biết. Đặc điểm nổi bật và dễ nhận biết nhất của ngôi mộ này chính là hai cây cau vua trồng hai bên. Theo lời người quản trang thì hai cây cau được trồng chỉ vài ngày sau đám tang của bà trùm. Ngoài ra còn có một cây mai vàng được đệ tử của Dung mang đến trồng vào khoảng 6 năm trước. Trên tấm bia mộ có mái tre, ghi tên Vũ Hoàng Dung vào ngày mất. Bạt hương cắm đầy chân hương và những loại thuốc lá đắt tiền. Hai bình hoa trước mộ hoa vẫn tươi, chứng tỏ có người mới đến. Sau ngày Dung được chôn cất, hàng ngày vẫn có rất đông đệ tử của chị cả tới thăm nom. Về sau, số người tới viếng mộ có ít hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn có tốt khi thì hai người, lúc thì ba người tìm đến. Toàn là những người xăm trổ, dáng vẻ hầm hố nên nhìn qua đã biết là dân giang hồ. Họ bao giờ cũng mang hoa tươi, hoa quả ngon và thường để lại luôn chứ không mang về, một nhân viên của Nghĩa Trang cho biết. Ngoài những bạn hữu và đàn em năm xưa của Dung Hà thì người trong gia đình thường xuyên đến thăm mộ Dung chính là Vũ Hoàng Oanh, tự Quanh Hà, chị ruột của Dung. Oanh cũng là một chị cả sừng sỏ trong giới bài bạc. Lễ thanh minh năm vừa rồi, Quanh Hà có dẫn hai người con đến trước mộ em gái nói lời từ biệt để đi xa. Tháng 7 vừa qua, Oanh đã bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt khi đang tham gia đánh bạc, sóc đĩa, tại thành phố Đà Lạt. Khi bị công an bắt, Oanh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và cứng đầu. Lúc bị trinh sát dẫn giải đến khách sạn lưu trú để khám xét, Oanh luôn ngó nghiêng tìm cách trốn thoát nhưng bất thành. Khám xét người Oanh, công an tìm thấy giấy chứng minh nhân dân đã cũ mang tên Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà. Oanh kể từ khi em gái bị bắn chết, cô ta giữ lại giấy chứng minh nhân dân này và luôn mang trong người. Thấy cán bộ chưa trả lại, Oanh còn hù, cán bộ mà giữ lại, đêm đến Dung nó về đứng trước đầu giường nó làm thế này.
Oanh giơ tay giả làm ma hù dọa, khỏi ngủ nổi đó. Oanh là người chăm nom tích cực nhất cho mộ phần của em. Ngoài việc thường xuyên đến thắp hương, Oanh cũng chi tiền hậu hĩnh cho lực lượng quản trang để luôn giữ cho cỏ trên mộ Dung được xanh tốt. Oanh từng tiết lộ, việc làm này là theo ý nguyện của Dung dặn lại trước ngày chết. Theo đó, bà trùm có trăng trối là phải giữ cho mộ của mình luôn được xanh mùa tốt cỏ. Ngoài ra, còn phải trồng hai cây cau ở hai bên. Đó là hai cây cau vua, hình dáng phình to giống như chai champagne, vừa sang trọng vừa lấy bóng dâm. Phần mộ cũng không được xây mà trồng cỏ lên trên để cho âm dương điều hòa. Thông thường, với các phần mộ khác thì chỉ 3 đến 5 năm sẽ được gia đình cải táng. Thế nhưng mộ của Dung vẫn nằm nguyên sau 14 năm. Lý giải về điều này, ông trưởng ban quản lý nghĩa trang cho biết, lúc chôn cất, chúng tôi đã tháo quan tài kém ra. Tuy nhiên do thi thể được tiêm phó ốc môn để bảo quản nên thời gian chờ cải táng phải kéo dài hơn. Một lý do nữa là do không có người thân đến lo liệu làm thủ tục. Năm 2013, cô Anh có đăng ký nhưng rồi lại lùi lại tới tháng 11 năm nay. Tội ác của gã thợ giấy máu lạnh, phần 1, tiếng la hét thất thanh tiểu thư bị giam 25 năm trong phòng tối. Vì không nghe lời mẹ hai lần giám định lật tẩy trò giả điên của trùm giang hồ đất cảng chuyện đời ly kỳ của sư cô từng là bạn thơ ấu với ông trùm Nam Cam. Dự kiến sau khi được cải táng, phần mộ của Dung Hà sẽ được gia đình đưa về quê ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Thế nhưng với việc Oanh Hà mới bị bắt giữ gần đây thì kế hoạch kia vẫn chưa biết đến khi nào mới được thực hiện. Trong quá trình hành tẩu giang hồ, Dung Hà đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Lúc còn sống, Dung rất được đàn em nể phục vì bà trùm này sống rất có tình có nghĩa, chỉ thích xé vé kẻ mạnh mà không bao giờ hiếp đáp kẻ yếu. Có lẽ vì thế mà đến nay tên tuổi của Dung Hà vẫn được đặt trang trọng trong lòng của dân giang hồ đất cảng. Một vị tướng công an, người có 10 năm giữ chức giám đốc công an thành phố Hải Phòng từng nói về bà trùm này, đó là người phụ nữ bản lĩnh, biết sống và chăm sóc, yêu thương người yếu thế hơn mình. Giá như đi đúng hướng, cuộc đời người phụ nữ này sẽ làm được nhiều việc có ích cho xã hội chứ không phải là bà trùm tai tiếng. Lúc Nam Cam ra Hải Phòng gặp Dung Hà, bà trùm giang hồ đất cảng này đã nói ra những câu rất gở miệng mà sau này trở thành sự thật. Còn phố Trạng Trình nằm gần chợ sắt và bến xe Tam Bạc nên rất thuận lợi cho việc thông thương buôn bán. Nhưng đã là quy luật, những chỗ chợ búa tấp nập, dân tứ xứ tụ hội lại cũng là nơi nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, buôn gian bán lận, trộm cắp, bảo kê, anh chị. Cũng từ đó mà ra, nhà của Dung Hà nằm trong con hẻm nhỏ số 23 phố Trạng Trình. Chính sự phức tạp của cuộc sống bên lề chợ sắt cộng với bản tính ngỗ ngược vốn có đã khiến Dung ra đường từ rất sớm. Nhắc đến cô Dung, ông tổ trưởng dân phố và những người hàng xóm ở đây vẫn còn nhớ rất rõ. Hiện nay cha mẹ Dung đều đã mất, căn nhà cũ chỉ còn vợ chồng người Anh cả sinh sống nhưng kinh tế cũng không ổn định. Dung Hà tên đầy đủ là Vũ Thị Kim Dung, sinh năm 1956. Dung được sinh ra trong một gia đình lao động với cha quê ở Hưng Yên, mẹ quê ở Hải Dương. Trùm Dung Hà đo từng cứu người tình tử tù. Dung Hà tên thật là Vũ Thị Kim Dung, sinh năm 1956, ở phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng được coi là bà trùm đầu tiên trong lịch sử tội phạm đất cảng. Những năm bao cấp, đời sống kinh tế gia đình Dung gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may nhờ cái nghề chạy xe lam của người cha và việc tham gia tổ dịch vụ mua bán của người mẹ mà 6 anh em Dung đều được cho đi học, người ít nhất cũng học đến lớp 7, lớp 8. Thậm chí, Dung còn từng được đi học nghề ở nước ngoài. Tiếc rằng khi về nước, Dung không kiếm sống bằng cái nghề mình học được mà vào đời bằng những trò trộm cắp, giật đồ lặt vặt quanh khu vực chợ sắt. Người dân địa phương thời ấy đã quá quen với hình ảnh một cô gái mặt còn non trẻ nhưng non rất ngông nghênh. Bà trùm Dung Hà bị bắn chết giữa đường năm 2000. Dung thường diện cho mình bộ trang phục cực dị đầy nam tính nhưng là mốt thời đó với quần bộ đội thùng thình, áo mông tơ ghi cổ bẻ, dép đúc ăn vận. Giữa năm 1986, trong một lần cướp giật người đi đường, Dung bị bắt rồi lãnh án 12 tháng tù. Tiền án đó là con thuyền chở Dung vào thế giới ngầm. Dung có hai mối tình với hai người đàn ông thì cả hai đều tên Hùng. Đó là Hùng Chim Trích và Hùng Cốm đều là những tay cộng cán, có máu mặt ở đất cảng. Phần nào nhờ vào hai mối quan hệ này, số má trong giới giang hồ Hải Phòng của Dung cũng được nâng lên. Lúc người yêu Hùng Cốm mang án tử hình, Dung đã bày ra âm mưu đưa lựu đạn vào trại giam, giải cứu người tình rất táo tợn. Dù kế hoạch không thành nhưng danh tiếng của chị Dung bắt đầu nổi như cồn từ thời điểm ấy. Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 1995 được coi là hoàng kim của Dung Hà. Lợi nhuận thu được từ việc tổ chức đánh bạc quá lớn nên song song với việc hùn hạp vốn đóng tẩy vào các công ty cờ bạc ở nhiều nơi. Dung còn trực tiếp mở một sòng bạc ở Tư Gia với hệ thống ong ve dày đặc. Sới bạc của Dung không chỉ có hoạt động cờ bạc mà còn là một hệ thống khép kín bao gồm cả cho vay nặng lãi, cầm đồ ngay trên chiếu bạc. Không biết có phải để tranh thủ thiện cảm của người dân địa phương hay không nhưng trong quan hệ với bà con lối xóm, Dung luôn hòa nhã, chào hỏi thân tình hàng xóm láng giềng. Trong xóm, gia đình nào có hiếu hỉ,
Dung đều có mặt. Những dịp lễ Tết hay đi chùa về, Dung cũng đều mang quả bánh sang chia lộc với người dân xung quanh. Trong khi Dung Hà trở thành một thế lực đáng gờm ở Hải Phòng thì ở trời Nam cũng xuất hiện một ông trùm của các ông trùm. Tháng 10 năm 1997, sau một thời gian tập trung cải tạo được tha về, Trương Văn Cam, Nam Cam, với tham vọng trở thành thống lĩnh các băng nhóm tội phạm đã xảo quyệt đề ra sách lược tiến chính quyền thế lực đen để phục vụ âm mưu đen tối của hắn. Thời gian này, lực lượng công an thường xuyên tổ chức các đợt truy quét tội phạm hình sự ở phía Bắc khiến đám giang hồ trà Bắc cộng cán như Thành Chân, Thắng Chập, Hải Bánh, Dũng Bắc Cạn, lần lượt phải vào Nam nương náu. Thông qua Thắng Tài Dậu, Nam Cam biết tiếng và bắt quen với Dung Hà. Thật là trùng hợp khi lúc này chị cả cũng đang cần bóng của anh Nam để nâng tầm tên tuổi của mình trong giới giang hồ. Vì thế khi chị ruột của Nam Cam chết, Dung đã điều gần 20 đàn em thân tín bay từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh để viếng đám ma. Vậy mà ít lâu sau, khi cha của Dung qua đời, Nam Cam lại tỏ ra coi thường khi chỉ nhờ Thắng Tài Dậu cho một đệ tử từ Hà Nội mang vòng hoa xuống Hải Phòng viếng. Vụ này đã làm cho cọp cái đất càng giận sôi máu. Mối tình đầu cay đắng của bà trùm Dung Hà. Nhắc đến Dung Hà, rất nhiều người đã nghĩ ngay đến những bí ẩn về người tình, cả nam lẫn nữ đi qua cuộc đời của nữ quái này. Năm 1999, Nam Cam dự định mở rộng lĩnh vực cá độ bóng đá ra các tỉnh phía Bắc, tiến tới hợp nhất giới giang hồ cả nước. Muốn đạt được mục đích đó, tất nhiên Nam Cam phải bước qua cửa ải Dung Hà. Mùa đông năm đó, Hải Bánh tháp túng Nam Cam bay ra Hà Nội. Hai ngày sau, Nam Cam xuống Hải Phòng để gặp Dung Hà. Bà trùm cho đàn em lái xe hơi ra Hà Nội đón, nhưng anh Nam đề phòng Dung chơi xấu nên nhảy sang ngồi cùng xe với Hải Bánh. Gặp Dung, Nam Cam vừa hạ giọng xin lỗi và xin được ra mộ thắp hương cho cha của Dung. Chính ở nghĩa trang hôm đó, bà trùm đã nói ra những câu rất gờ miệng mà sau này trở thành sự thật. Nguyên do là ở gần ngôi mộ của cha Dung lúc ấy có mấy cái huyệt đã được đào sẵn, Dung bất ngờ kêu Hải Bánh tới rồi lạnh lùng nói, trên cõi đời này người giết tao chỉ có mày. Nếu tao chết, đừng bó chiếu mà hãy hỏng ván đàng hoàng và đưa tao về nằm chỗ cái huyệt này nhé. Nam Cam thấy Dung nói nhảm liền ngăn lại, ai dè bà trùm tuyên bố xanh dờn, tôi chết còn có chỗ chôn, còn anh chết không biết chôn ở chỗ nào đâu. Sau này, khi chỉ đạo Hải Bánh lấy mạng Dung Hà, không biết trùm Nam Cam có khi nào mảy may giật mình nhớ lại chuyện cũ hay không. Chỉ biết rằng chính phi vụ trừ khử Dung Hà đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình sụp đổ đế chế giang hồ của Nam Cam với việc ông trùm này bị cơ quan công an đem ra trước ánh sáng công lý. Sau ngày Nam Cam nhận án tử, mộ huyệt bị đồn đại là bị lung sục đào bới và rất ít người biết đích xác mộ huyệt của ông trùm này đang được chôn cất ở đâu. Từ đó mới thấy câu nói tưởng như vô căn cứ của Dung Hà ngày nào đã vô tình có vài điểm ứng nghiệm. Trùm giang hồ Dung Hà và cuộc ngã giá bất thành với đặc nhiệm H88. Dung Hà nữ giang hồ từng làm mưa làm gió ở Hải Phòng đã phải kéo đàn em tháo chạy khỏi đất cảng sau cuộc ngã giá bất thành với H88. Vũ Thị Hoàng Dung tức Dung Hà là con út trong gia đình có ba chị em gái, trú tại số 2/23 phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng, Hải Phòng nơi giao thương sầm uất có chợ sắt, chợ đổ, bến xe Tam Bạc. Dung Hà sớm có máu giang hồ, thị bước vào đời với hai tiền án hình sự, một cướp giật, một gây rối trật tự công cộng. Thị có mối tình với Hùng Cố, một đàn anh uy lực trong giới giang hồ tại Hải Phòng bấy giờ. Thị chọn cho mình cách tiến thân bằng con đường cờ bạc, bảo kê. Hình thức kiếm tiền bằng bài bạc của Dung Hà là đứng ra lập công ty mà thị là người đứng đầu hay còn gọi là người giám tẩy. Chỉ sau thời gian ngắn, Dung Hà mở công ty cờ bạc ở khắp mọi nơi nhưng tụ điểm chính vẫn ở ngay tại nhà, số 2/23 Trạng Trình. Với sự trợ thủ đắc lực của vợ chồng hai chị gái Oanh và Nga, Dung Hà biến sòng bạc thành một bong ke bất khả xâm phạm. Ngoài việc bố trí đàn em canh gác cẩn mật, sẵn sàng gạt bỏ những người lạ mặt, thậm chí cả những người đến chơi bạc nhưng không được dẫn dắt, môi giới, thì còn lập một chòi quan sát ngay tại nhà Nga. Nói về Dung Hà, Đại tá Nguyễn Trường Tam, nguyên đội trưởng H88, đội hình sự đặc biệt, Công an Hải Phòng, kể Dung Hà đã mua chuộc hàng xóm quanh nơi thị ở. Lễ Tết Dung mua quà, ai ốm đau thị đều nhiệt tình thăm hỏi. Ngoài ra, chòi quan sát ở nhà Nga được nối với nhà Dung Hà bằng một hệ thống chuông báo động. Chính nhờ hệ thống này mà nhiều lần Dung Hà đã thoát khỏi các cuộc mật phục của công an. Thời điểm này, sự bành trướng của các băng nhóm tội phạm dẫn đến nạn cờ bạc, cướp giật, cho vay nặng lãi hoành hành. H88 ra đời, bà trùm tháo chạy. Sự xuất hiện của H88 như lưỡi lê khổng lồ cắt đứt mọi ổ nhóm tội phạm tại Hải Phòng trong những năm 1990. H88 đã bắt gọn và liên tục xóa bỏ các băng cướp khét tiếng trên các quốc lộ 5, 10 và 18. Sự dũng cảm, mưu lược của H88 đã khiến cu nên xa lưới. Ngay tiếp đó, chuyển án Lâm Già được thực thi. Dung Hà buộc phải tìm cách lẩn trốn. Sự nhạy cảm, tình quái của thị đã khiến lực lượng đặc nhiệm nhiều phen vỡ kế hoạch. Vẫn sống tại Hải Phòng nhưng Dung Hà rút vào bí mật. Đáng nghi nên Dung Hà chẳng ở đâu lâu quá một ngày.
Thị liên tục di chuyển chỗ ở, nhiều lần công an ra tay nhưng đều vô hụt. Tuy nhiên, chỉ sau khi H88 bắt Lâm già về tội hiếp dâm chưa đầy tuần lễ, ngày 22 tháng 4 năm 1995, đang gội đầu với người tình cùng giới ở một ngõ nhỏ trên phố Lê Chân, Dung Hà bị các chiến binh hình sự bắt gọn. Một cán bộ H88 nhớ lại việc bắt Dung Hà, việc huy động nguồn tin của quần chúng nơi Dung không thành. Láng giềng nơi nữ quái này cư trú và tổ chức đánh bạc gần như là một hàng rào vô hình bảo vệ thị. Chúng tôi phải chia thành nhiều mũi, theo chân người tình đồng giới cùng với tung tích của Dung để lên kế hoạch. Khi biết Dung cùng người tình đi gội đầu, đội H88 đã phải chia thành nhiều mũi để khóa chặt con ngõ nhỏ, ông kể. Dung Hà bị bắt, gia đình và 45 hàng xóm của thị một mực kêu oan, tìm mọi cách phản kháng lại cơ quan công an. Tuy nhiên, khi bắt Dung Hà, lực lượng H88 đã lập tức bao vây nơi công ty đánh bạc của đối tượng chiếm đóng. Toàn bộ sổ sách, chứng cứ liên quan đến tội danh của Dung Hà đều được làm rõ. Danh sách điều trị giả của Dung tại bệnh viện Việt Tiệp cũng bị H88 lật tẩy. Chứng cứ từ H88 đã khiến Vũ Thị Hoàng Dung phải cúi đầu nhận tội với mức án 7 năm tù giam. Năm 1998, Dung Hà được đặc xá. Trở về, Dung tìm mọi cách gây dựng lại việc làm ăn và thân thế. Tuy nhiên bàn tay của Dung rơi ra đến đâu đều bị đội đặc nhiệm quản đến đấy. Một lãnh đạo đội H88 cho biết, khi bị lực lượng chúng tôi theo sát, bóp chết mọi ý định làm ăn phạm pháp, Dung tìm mọi cách đối đầu. Tuy nhiên, càng chống trả thì càng tự làm mất uy tín của chính thị. Dung Hà đã trực tiếp gặp H88 và xin ngồi nói chuyện. Tại đây, Dung Hà bất ngờ đưa ra thỏa thuận, H88 để yên cho thị làm ăn thì sẽ chi cho đội mỗi tháng 50 triệu đồng. Đó là số tiền lớn lúc bấy giờ. Tuy nhiên nó không mua được sự bản lĩnh của đội đặc nhiệm. Dung Hà ra về và biết đã hết cửa kiếm ăn. Cuộc ngã ra thất bại, ít ngày sau Dung Hà cùng đệ tử tiến vào Sài Gòn. Tại đây, Dung Hà nhanh chóng vươn lên chọn vế cao cho mình trong hoạt động cờ bạc, bảo kê để rồi bị chính thế giới ngầm tiêu diệt. Từ khi bỏ đi khỏi Hải Phòng thị gần như không trở về, gia đình cờ bạc cũng lần lượt theo chân thị rời đất để né trốn tai mắt của H88. Trong cuộc đời ngắn ngủi của Dung Hà, chuyện tình cảm là một lát cắt cực kỳ thú vị, đến nỗi, đến tận bây giờ, những chuyện tình của bà trùm vẫn được giới giang hồ đất cảng và người dân truyền tụng. Trong ba người tình, Hùng Cốm có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của bà trùm. Dung Hà từng tổ chức vượt ngục cho người tình sát ngày tử hình. Thời gian đầu buôn tàu ở chợ sắt, khi mới 18-20, Dung Hà đem lòng yêu Hùng Chim Trích, một đàn anh có số má ở chợ sắt lúc bấy giờ, gọi là Hùng Chim Trích vì trên người hắn có rất nhiều hình xăm hoa Mỹ. Trong giới giang hồ lúc đó, danh tiếng Hùng thuộc vào loại lừng lẫy. Vẻ ngoài bặm trợn cùng thành tích ra tù vào khám như cơm bữa, Hùng được nhiều người nể sợ. Người trong giới đồn đoán rằng, sở dĩ Dung Hà yêu Hùng phần vì nể bậc đàn anh, phần vì muốn lợi dụng uy danh của Hùng để ngoi lên, tự tạo thế lực cho mình ở khu vực đầy rẫy thành phần bất hảo. Thế nhưng, mối tình đầu ấy tồn tại không được lâu, Hùng Chim Trích dính vào ma túy. Từ một kẻ bản lĩnh, hắn trở nên thấp hèn, quay quắt anh em để lấy tiền hút trích. Từ đại ca chợ sắt, Hùng xuống cấp thê thảm và chỉ còn là một con nghiện thèm thuốc dễ sai khiến. Hình ảnh Hùng chóng vánh phai mờ trong tâm trí Dung Hà, kẻ nuôi hy vọng làm trùm giang hồ đất cảng. Sau này, khi Dung Hà đã thành bà trùm song bạc thì Hùng Chim Trích héo rũ và chết vì HIV. Ngày tàn của Hùng Chim Trích, bà trùm đến viếng như một người bạn. Giang hồ đồn rằng, dù đã dứt tình nhưng vì cái danh giang hồ nên Dung Hà vẫn sai đàn em lo đám tang cho Hùng chú đáo. Trước mộ tình cũ, Dung chỉ nói một câu, nghĩa tử là nghĩa tận rồi quay đi. Mối tình thứ hai của Dung Hà là Hùng Cốm, một đại ca đất cảng đúng nghĩa. Tương truyền, từ trước khi Hùng Cốm chết, giang hồ đất cảng chưa hình thành thế chân vạc với Lâm già Cu nên Dung Hà. Cả Lâm già và Cu nên đều là đàn em dưới trướng của Hùng Cốm. Sở dĩ, sau này bà trùm có vị thế tương đồng với hai đàn anh kia cũng nhờ cuộc tình với đại ca Hùng. Vì thế nên, dù Hùng đã có vợ con nhưng lúc nào cũng cặp kè như hình với bóng với Dung Hà. Đi đâu Hùng Cốm cũng dẫn Dung Hà theo, giới thiệu bằng tất cả những lời lẽ kinh hoàng nhất, chính thế mà giang hồ nể sợ Hùng Cốm bao nhiêu thì cũng ngại người yêu của hắn bấy nhiêu. Sau đó, Hùng Cốm bị bắt và lãnh án tử hình vì tội cướp của giết người. Sau hai mối tình trắc trở với đàn ông, Dung Hà quay sang yêu, phụ nữ. Đám giang hồ Hải Phòng ngày ấy đồn rằng, trong đám đệ tử, có một cô gái được Dung Hà đặc biệt yêu chiều. Cô gái da trắng, tóc dài tha thướt, chân dài miên man và trẻ hơn Dung Hà chừng dăm tuổi. Cô này không phải dân đao búa loại trộm cắp, bụi đời mà là con nhà tử tế, có nhan sắc nhưng đua đòi, thích nổi nên cặp với Dung Hà. Dân chơi Hải Phòng thời ấy đã quá quen với hình ảnh Dung Hà tóc ngắn như đàn ông, trang phục cũng như đàn ông, đi xe máy Ringbell lạng lách trên đường phố. Phía sau là một cô gái cao hơn Dung Hà cả một cái đầu, tóc dài tha thướt, xõa che nửa mặt ngồi ghì sát lấy Dung Hà, ôm eo thật chặt. Hôm Dung Hà bị đưa ra xét xử, cô gái đến tòa rất sớm, ngồi một góc ôm mặt khóc nức nở.
Giang hồ Hải Phòng thời đó gọi cô gái này là người tình của chị và tỏ ra rất vị nể. Cô gái bây giờ đã có chồng con, định cư ở nước ngoài. Đó cũng là cuộc tình cuối cùng trong đời bà trùm đất cảng. Trong số ba người tình này, Hùng Cốm là tên tuổi có ảnh hưởng với sự nghiệp của Dung Hà nhất và có lẽ cũng là người hữu ích nhất mà Dung sử dụng để lấy danh tiếng. Kể cả khi Hùng Cốm vào tù chờ ra trường bắn vì tội cướp của giết người, Dung Hà vạch kế hoạch cho người tình một cuộc đào tẩu táo bạo mà theo giới giang hồ khả năng thành công không nhiều. Nhưng về phương diện gây dựng uy danh, Dung Hà đã thành công mỹ mãn. Ngày đó, trại tạm giam của tử tù, án chung thân là riêng rẽ, gần với khu vực bể nước để cho phạm nhân ra tắm. Hùng Cốm ở phòng giam riêng. Bên cạnh phòng giam của Hùng là một tay anh chị khác, khá nổi tiếng thời gian đó, tên là An Đông. Thế nhưng, An Đông chỉ bị án chung thân. Hai tên tội phạm có hơi hướng giang hồ này khá thân và hiểu ý nhau. Chẳng hiểu, chúng tiếp xúc với nhau theo kiểu nào mà Dung Hà, dù ở ngoài cũng kết nối được hai tên này với nhau để cùng bán mưu cho cuộc đào tẩu ra khỏi trại tạm giam. Cả An Đông và Hùng Cốm đều lựa theo sự sắp xếp của Dung Hà. Dù lúc đó đã là một bà trùm điều hành hệ thống cờ bạc, Dung Hà rất khéo léo trong quan hệ với cán bộ công an, cán bộ chính quyền. Gặp ai cũng rất lễ độ, nhã nhặn, chào cán bộ chứ không yêm Hùng. Người đáng tuổi anh thì Dung Hà chào anh, đáng tuổi cha chú thì chào cha chú, xưng con rất ngọt ngào. Để giải cứu Hùng Cốm, Dung Hà lợi dụng cả hai cán bộ trại giam Tiên Điền và Sơn. Trước ngày giải cứu Hùng Cốm, ngày 7 tháng 9 năm 1989, không biết vô tình hay hữu ý, xảy ra nổi loạn ở trại, cán bộ Điền và Sơn được Dung Hà mời đi uống bia, ăn nhậu. Nhậu xong, Dung Hà gửi quà vào cho Hùng Cốm và An Đông, nhờ cán bộ Điền và Sơn cầm vào giúp. Đó là hai túi quà, trong đó có rất nhiều gói nhỏ khác nhau. Vì chuẩn bị cả ngày mùng 1 âm lịch, nên Dung gửi nhiều hơn để cho Hùng Cốm thắp hương. Trong mỗi túi quà có một gói xôi còn nóng, hoa quả để ăn và lựu đạn. Vì được ở khu và phòng riêng biệt nên Hùng Cốm đã tự làm một cái bàn thờ ở trên cao. Ở chỗ cạnh bàn thờ, Hùng hay treo quần, áo nên giấu việc này được rất lâu. Sau khi được cán bộ Sơn và Điền mang quà của người tình vào cho, Hùng đặt tất cả lên bàn thờ, cúng. Cúng xong, Hùng mang xôi, hoa quả ra ăn và vẫn nhớ chia cho An Đông một nửa số quà. Riêng quả lựu đạn, Hùng vẫn để ở trên bàn thờ đến lúc hành sự thì mang xuống. Dung Hà đã có ám hiệu thống nhất với Hùng Cốm, chỉ cần gây náo loạn, Hùng Cốm sẽ khống chế giám thị vọt ra ngoài lên chiếc xe đã chờ sẵn. Chiếc xe sẽ đưa Hùng Cốm ra biển và tại đây cũng đã có một chiếc xuồng nằm chờ để đưa hắn vượt biên sang Hong Kong. Lợi dụng việc được ra ngoài tắm, Hùng Cốm đã đưa cho An Đông túi quà có quả lựu đạn. Sở dĩ bà trùm chọn An Đông làm đối tác cùng với Hùng Cốm là vì hai tên ở sát cạnh phòng giam cùng là giang hồ cộng cán, dễ hiểu ý nhau, cùng có mức án cao và đều cho rằng không thể ở tù mãi được, dù ra ngoài rồi chết còn hơn chết trong tù tội. Thứ hai, An Đông rất giỏi võ, tên này có thể hỗ trợ được cho Hùng Cốm trong quá trình nổi loạn. Một mình An Đông có thể quật ngã được năm thanh niên to, khỏe, lực lượng khác. Hùng Cốm ném lựu đạn ra sân trại, tiếng nổ làm náo loạn cả trại. Ngay lúc đó, An Đông chạy lên tầng 2 của khu nhà bên cạnh để trợ giúp cho Hùng Cốm trốn thoát ra ngoài. Thế nhưng, kế hoạch của chúng không thành. Vì sau tiếng nổ, mọi đường ra vào của trại bị bao vây. Có một tình tiết có thể coi là vận hạn của Hùng Cốm, trong lúc hỗn loạn mò lên tầng 2 mới phát hiện, đây là vị trí chứa kho súng của trại giam nhưng không hề hay biết. Ném lựu đạn nổ, không chạy được ra ngoài, Hùng Cốm chạy về phòng giam của mình thì bị bắt và không có hành động chống đối nào. An Đông nhảy từ tầng 2 xuống đất, giơ lựu đạn thị uy. Bên kia đường của cổng giam, Dung Hà cùng các đệ tử đi trên ba xe máy đứng chờ, xe máy vẫn nổ. Chỉ thấy An Đông mà không có Hùng Cốm, Dung Hà làm ngơ, tắt máy, giặt xe tiến lên phía trước. An Đông cầm lựu đạn, quay người chạy vào trong ngõ và bị bao vây. Gã rút chốt lựu đạn nhưng không nổ, sau đó bị cán bộ trại giam bắn chết. Biết Đông đã chết, Hùng Cốm không phản ứng gì. Vài ngày sau đó, Hùng bện quần áo thành dây thòng lọng, treo cổ tự vẫn chết trong trại giam. Cuộc giải cứu người tình bất thành, nhưng câu chuyện nhanh chóng được lan truyền và uy danh của Dung Hà càng lan rộng. Từ đó, một loạt mạnh tướng trong giới giang hồ đất cảng về quy phục. Dung Hà thành một thế lực mới, ngoài lên đối trọng với Lâm Già và Cu Nên, tạo thành thế chân vạc trong giới giang hồ Hải Phòng những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước. TV Bộ Đội xin cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên đăng ký, subscribe, chia sẻ để lại những dòng bình luận góp ý ở video để chúng tôi và các bạn kết nối lại gần nhau hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!
Thank you.